Xin chào tất cả các bạn, chúng mình là Mr. Zero. Trận đấu cuối cùng của người ngoài hành tinh Ronaldo cho Brazil. Ngày 14 tháng 12 năm 2011, Ronaldo chính thức nói lời giã từ sự nghiệp bóng đá, một quyết định khiến hàng triệu người hâm mộ Anh phải tiếc nuối. Liên đoàn bóng đá Brazil quyết định gọi Ronaldo vào danh sách tham dự trận giao hữu tuyển Brazil với Romania như một trận đấu cuối cùng. Lời tri ân gửi đến những cống hiến của anh cho Selecao. Dù trước đây chưa từng có tiền lệ này, nhưng Ronaldo là trường hợp ngoại lệ. Sau 15 phút ra sân cuối hiệp 1, Ronaldo đã nói lời chia tay với vàng xanh. Cùng xem lại những phút giây khó quên này nhé. Và các bạn đừng quên bấm subscribe kênh YouTube, like fanpage bóng đá hài hước để nhận ngay những thông tin mới nhất đến từ Mr. Zero các bạn nhé. Tháng 2 năm 2011, người ngoài hành tinh Ronaldo đã tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của mình, bỏ lại sau lưng một sự nghiệp huy hoàng với hàng loạt danh hiệu lớn nhỏ cùng với câu lạc bộ Eindhoven, Barcelona, Inter Milan, Real Madrid, AC Milan và Corinthians để ghi nhớ những đóng góp to lớn của Ronaldo cho nền bóng đá thế giới nói chung và cho đội tuyển Brazil nói riêng. Liên đoàn bóng đá Brazil đã quyết định tổ chức một trận đấu nhằm tôn vinh huyền thoại một thời của Selecao. Đó chính là trận đấu giao hữu giữa Brazil và Romania diễn ra vào ngày 8 tháng 6 năm 2011. Trận đấu diễn ra trong bối cảnh cúp bóng đá Nam Mỹ đang sắp diễn ra. Thế nhưng Brazil không tiến hành thử nghiệm quá nhiều lực lượng, bởi đây giống như một trận đấu để người Brazil hoài cổ, nhìn lại quá khứ thay vì hướng đến Copa America. Ngày hôm đó, Brazil ra sân trong đội hình 4-3-3 quen thuộc với hàng tiền vệ thuộc diện tương đối mới, gồm 3 gương mặt có thâm niên khoác áo đội tuyển chưa đến 10 lần: Sandro, Jadson, Elias. Còn lại những người hứa hẹn sẽ đều là trụ cột của Brazil ở giải tới như Michael, Lucio, David Luiz, Robinho hay thần đồng Neymar. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Brazil đã không giấu ý đồ chơi pressing toàn diện. Đội bóng áo vàng xanh làm chủ trận đấu, chơi áp đảo, vì thế cơ hội đến với họ một cách dồn dập. Đến phút 12 của trận đấu, cơ hội nguy hiểm đầu tiên được tạo ra. Trong pha bóng này, Neymar, tiền đạo khi ấy đang nhận được sự quan tâm của Chelsea, đã có một động tác cầm bóng khá táo bạo khi sộc thẳng vào vòng cấm và tung ra cú sút đưa bóng đi hơi cao so với xà ngang. Phút 20, từ đường chuyền của Michael, Robinho tung ra cú dứt điểm khá nhanh, nhưng tiếc là cú đá của tiền đạo đang chơi cho Milan lại đi trệt cột dọc trong gang tấc. Với một thế trận áp đảo, nhưng phải đến phút 22, Brazil mới cụ thể hóa ưu thế đó thành bàn thắng mở tỷ số. Từ cánh phải, bóng được truyền vào trung lộ, rồi đến chân Neymar, tiền đạo của Santos sau đó di chuyển khéo léo, loại cả thủ môn Romania trước khi căng ngang để Fred đệm bóng cận thành, dễ dàng đưa Brazil vượt lên dẫn trước. Ba phút sau bàn thắng này, Romania đã có cơ hội để gỡ hòa với cú sút phạt trực tiếp rất căng của Gabriel Muresan. Thủ môn của Brazil đã đứng nhìn, xong bóng lại dồi thẳng vào xà ngang rồi đi ra ngoài. Sau tình huống này, giây phút mà người hâm mộ Brazil chờ đợi đã đến khi Fred rời sân nhường chỗ cho Ronaldo, nhân vật chính của trận đấu suốt 18 năm chơi bóng đỉnh cao của mình. Người ngoài hành tinh từng giành 3 danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới do FIFA trao tặng, tham dự 4 kỳ World Cup
cùng đội tuyển Brazil, trong đó có hai lần lên ngôi vô địch vào năm 1994 và 2002. Hiện Ronaldo vẫn đang là một trong những chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup với 15 bàn ghi được kể từ khi ra mắt đội tuyển quốc gia vào ngày 23 tháng 3 năm 1994 cho đến trận đấu chính thức cuối cùng ngày 1 tháng 7 năm 2006. Ronaldo tổng cộng đã ghi 62 bàn sau 97 trận ra sân. Hình ảnh đáng nhớ nhất hôm ấy chính là việc tiền đạo Fred, người được thay ra nhường chỗ cho Ronaldo, đã có hành động cúi chào người ngoài hành tinh với tất cả sự ngưỡng mộ dành cho người đàn anh. Ronaldo chỉ đá đúng 15 phút cuối của hiệp thi đấu thứ nhất. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, các cầu thủ Brazil tạo ra những điều kiện thuận lợi nhất bằng cách dồn nhiều bóng cho đàn anh lập công. Họ đã làm điều đó rất tốt. Tuy nhiên, do thân hình nặng nề cùng sự chậm chạp của tuổi tác, bàn thắng vẫn không đến với Brazil và Ronaldo khi anh bỏ lỡ 3 cơ hội có thể ghi bàn. Ở tình huống thứ nhất, Neymar nhận bóng từ cánh phải rồi căng ngang cho Ronaldo, nhưng anh lại tỏ ra chậm chạp trùng bóng vào chân một hậu vệ Romania. Tiếp đó, cú dứt điểm quá hiền để cho thủ thành Tata Rusanu kịp thời cản phá. Sau đó 4 phút, tới lượt công sức và nỗ lực kiến tạo của Robinho bị phí hoài. Ronaldo đã ra chân hụt trong tình huống dứt điểm ở góc sút thuận lợi và không người kèm. Điều tương tự diễn ra ở phút 42 sau pha phối hợp giữa Lucio và Neymar, cú dứt điểm của anh không có lực và thiếu đi sự hiểm hóc. Sau 15 phút giải lao dành trọn để Ronaldo chia tay khán giả, Brazil nhập cuộc trở lại rất hào hứng. Như phần lớn thời gian hiệp đầu, họ vẫn là đội giành thế chủ động và tiếp tục tạo ra khá nhiều cơ hội. Tuy nhiên, cho đến hết giờ, Brazil vẫn bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng để nhân đôi cách biệt. Trận đấu hôm ấy kết thúc với thắng lợi 1-0 cho Brazil, một trận đấu chia tay thực sự có ý nghĩa với Ronaldo. Tuy nhiên, có chút đáng tiếc khi thời điểm chia tay Ronaldo là sự kiện mà giới hâm mộ Brazil không thực mặn mà cho lắm.
Đấy thật ra là vì những khác biệt trong văn hóa bóng đá. Khác với cảm xúc của giới hâm mộ Anh, người hâm mộ Brazil không có cảm xúc đặc biệt khi xem một ngôi sao lớn trong quá khứ chạy vài chục phút trên sân chỉ để chia tay khán giả. Ở Brazil, các trận đấu bóng đá diễn ra quanh năm và người Brazil đến sân không phải để xem lại lần chót hình ảnh của những ngôi sao hết thời. Một trận đấu đặc biệt để tôn vinh Ronaldo sẽ thành công hơn nếu nó được tổ chức tại sân của các câu lạc bộ mà Ronaldo từng thi đấu trong sự nghiệp đỉnh cao như Eindhoven, Barcelona, Inter Milan hay Real Madrid. Và nếu anh ghi được một bàn thắng trong trận đấu này thì mọi thứ có lẽ sẽ kết thúc trọn vẹn hơn. Vừa rồi là một số tiêu điểm trong trận đấu cuối cùng của huyền thoại bóng đá người Brazil, Ronaldo de Lima. Bạn nghĩ như thế nào về trận đấu vinh danh này? Nếu có, hãy để lại vài lời chia sẻ qua một bình luận bên dưới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.